Lionel Messi nhận thẻ đỏ gây tranh cãi trong trận tranh huy chương đồng Copa America năm 2019 với Chile. Anh va chạm với Gary Medel, cả hai đội trưởng cùng phải đi tắm sớm. Đây là chiếc thẻ đỏ thứ hai trong sự nghiệp của siêu sao người Argentina và cả hai lần đều trong bộ áo của đội tuyển. Cristiano Ronaldo nhận nhiều thẻ đỏ hơn Messi. Trừ Sporting Lisbon, siêu sao người Bồ Đào Nha từng bị đuổi ở cả ba câu lạc bộ khoác áo sau đó, 4 lần ở Man United, 6 lần ở Real Madrid và 1 lần ở Juventus. Nhưng chân sút 34 tuổi chưa lần nào bị trút quyền thi đấu khi khoác áo đội tuyển. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhìn lại 11 chiếc thẻ đỏ trong sự nghiệp đỉnh cao của ngôi sao bóng đá hàng đầu Cristiano Ronaldo. Chiếc thẻ đỏ đầu tiên của Ronaldo phải nhận là hồi tháng 5 năm 2004 trong trận Man United thắng Aston Villa 2-0 tại ngoại hạng Anh. Cuối trận, cựu cầu thủ Sporting Lisbon lốp bóng vào lưới đối thủ, dù trọng tài đã cắt còi, báo việt vị trước đó, anh nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân. Tuy nhiên, rất may mắn ngay sau đó, anh đã được xóa chiếc thẻ vàng đầu tiên vì được nhận định là không ăn vạ. Thẻ đỏ tiếp theo đến với Ronaldo sau đó 2 năm. Trong trận derby nảy lửa của thành Manchester, anh đã có một pha phạm lỗi nguy hiểm với cựu tiền đạo của Quỷ Đỏ, Andy Cole, và ngay lập tức bị trút thẻ đỏ trực tiếp. Đây mới là chiếc thẻ đỏ đầu tiên mà CR7 phải nhận vì lý do ngoài chuyên môn, không kiềm chế được vì bị theo sát và chơi xấu từ đầu trận. Chủ nhân của quả bóng vàng FIFA 2014 đã húc đầu vào Richard Hill bên phía Portsmouth. Anh đã bị treo giò 3 trận, đồng thời nhận án phạt 1 tuần lương khi đó, khoảng 90.000 bảng. Lại một lần nữa, cuộc đối đầu với đội bóng cùng thành phố Manchester City khiến CR7 phải đi tắm sớm. Anh nhận thẻ vàng đầu tiên khi phạm lỗi với Sunrise Philip, rồi lãnh thẻ vàng thứ hai khi cố tình dùng tay chơi bóng chỉ vẹn vẹn 10 phút sau. Ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Real Madrid, Ronaldo đã từng bị trút quyền thi đấu. Lần này, CR7 bị đuổi khá lãng xẹt. Anh nhận thẻ vàng đầu tiên vì ăn mừng bàn thắng quá lố. Đến phút 88, tiền đạo sinh năm 1985 nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi chơi xấu Juan Mautis. May mắn cho CR7 khi Real Madrid vẫn có được chiến thắng 4-2 trước đối thủ. Năm năm liên tiếp, Ronaldo đều phải nhận thẻ đỏ. Trên sút người Bồ Đào Nha, một tay mang về chiến thắng cho Real khi ghi cả hai bàn. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ sau pha đánh nguội Patrice Maliga mới là thứ khiến người khác nhớ về CR7 nhiều nhất trong trận đấu này. Gặp phải đối thủ khó chịu bên bao, lại một lần nữa, tiền đạo sinh năm 1985 này bị đuổi khỏi sân vì hành vi bạo lực. Anh đấm thẳng vào đầu của tiền vệ Ander Rituraspe, để rồi phải nhận án treo giò 3 trận, mà trong đó 2 trận là do lỗi phản ứng với trọng tài. Phút 83 của trận đấu giữa Real và Cordoba, quá bế tắc khi bị chú lùn Cordoba cầm hòa 1-1, Ronaldo đã có pha xô xát với hậu vệ Elima của đối phương. Nếu không có đồng đội can thiệp, có thể CR7 còn muốn chơi tới cùng với các đồng nghiệp bên phía kia. Sau 2 năm điềm tĩnh, cuối cùng CR7 lại phải nhận thẻ đỏ trong một trận derby khác, derby thành Madrid. Anh là người mở tỷ số trong trận chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha cho Real, nhưng rồi đội bóng của anh lần lượt bị Diego Costa và Miranda ghi bàn, lật ngược tình thế. Quá nôn nóng gỡ hòa, Ronaldo đã có pha cao chân thẳng vào mặt Gabi và nhận thẻ đỏ trực tiếp, đồng thời ngậm ngùi nhìn đối thủ dương cao cúp vô địch. Thẻ đỏ đáng nhớ nhất của Ronaldo là ở trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha năm 2017. Anh cởi áo mừng siêu phẩm cứ lòng khi nâng tỷ số lên 2-1. Chỉ 3 phút sau, khi Messi gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền, siêu sao người Bồ Đào Nha nhận thẻ vàng thứ hai và bị đuổi trước sự ra ó của khán giả Nou Camp.
Trong màu áo đội bóng mới Juventus, Ronaldo cũng một lần phải rời sân sớm. Ở chuyến làm khách Valencia hồi tháng 9 năm 2018, chủ nhân 5 quả bóng vàng xoa đầu hậu vệ Jason Murillo, nhưng bị trọng tài Felix Ruiz nhận định là đánh nguội và nhận thẻ đỏ. Trên đây chính là 11 chiếc thẻ đỏ trong sự nghiệp đỉnh cao của Cristiano Ronaldo tính đến thời điểm hiện tại. Nếu bạn thấy video này hay và hấp dẫn, đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh để có thể đón xem được những video mới nhất về bóng đá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn! But I don't know why you hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're around. By the sounds I'm breathing, and hold tight.